tại một nhà hàng. Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi thấy người ngồi cùng mâm bên cạnh bị ngộ độc món ăn mà bạn cũng vừa thưởng thức? Gặp một bác sĩ với cách chữa bệnh lạ kỳ. Cảm xúc chân thực của nhân vật khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Với các diễn viên Thu Hiền, Nguyễn Hoàng, Sơn Hải, Gia Triệu cùng các diễn viên trong ekip, xin mời các bạn theo dõi tình huống khi bị ngộ độc của camera giấu kín. Trong số trước, chúng ta đã rất cảm phục sự bình tĩnh của nữ ca sĩ Linh Hoa khi phải đối mặt với một tình huống bất ngờ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, thử thách này sẽ tiếp tục dành cho một chàng trai, đó là nam ca sĩ Ngọc Ký. Trưởng thành từ Sao Mai, ca sĩ Ngọc Ký được biết đến với chất giọng nam cao mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Giải nhì dòng nhạc dân ca tại Sao Mai 2009 là bước đệm quan trọng đưa anh đến với công chúng. Ca sĩ Ngọc Ký đã phát hành một số album nhạc như Khát vọng tình yêu, Phú non nước, Văn ca dâng thánh mẫu và nhận được sự phản hồi khá tích cực từ phía khán giả. Và bây giờ, chúng ta cùng xem chàng ca sĩ đầy bản lĩnh trong âm nhạc này sẽ phản ứng như thế nào với một tình huống của chương trình Camera Giấu Kín nhé. Tình huống được thực hiện tại nhà hàng Lẩu Nấm Gia Khánh, số 2 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tưởng như chỉ là một buổi gặp mặt bạn bè và ăn uống bình thường, anh chàng Ngọc Ký không thể ngờ mình đang rơi vào một tình huống được dàn dựng công phu của Camera Giấu Kín. Theo kịch bản, diễn viên thứ nhất của chương trình sẽ nôn ọe, và để tỏ ra khách quan, các diễn viên bản xung quanh sẽ bàn tán, người thì đoán là say rượu, người thì bảo là ngộ độc nấm. Ekip làm chương trình đã cố tình vắt chanh và bắt nấm của nhân vật khi đang nóng để tạo ra vị nắng khả nghi, và nó đã có tác dụng. Anh ơi, cho sang xem. Rồi đi, cho đi luôn. Rồi. Đi. Tất cả bình tĩnh. Rồi. Rồi nào, ngồi im, không sao, không. Đừng được, ngồi im. Không được móc, Ngồi im. Không được di chuyển nào, mọi người nào. Nào nghe này, mọi người không được di chuyển, em ngồi xuống. Nấm càng di chuyển lại càng phát nhanh. Ngồi im. Nào bình tĩnh. Rồi, bình tĩnh xem nào. Rồi, đứng lên anh xem nào. Đến lượt diễn viên thứ hai nôn ọe. Lúc này nhân vật đã thực sự lo lắng. Nào bình tĩnh. Nào giữ nguyên này, đây. Rồi đưa tay vào ngực. Có tay đứng ngực không? Cho đi luôn. Ngồi hết, không phải móc, ngồi im hết. Alo. Sao bị sao? Đang bị trụy tim à?
Bây giờ em cho bệnh nhân thở oxy ngay lập tức nhá. Rồi, đề nghị mọi người bỏ hết điện thoại ra. Cái sóng điện thoại rất nguy hiểm. Nào, bỏ hết điện thoại lên bàn. Điện thoại các em đâu? Bỏ hết lên bàn. Bỏ hết điện thoại ra. Rồi rồi, chai nước đâu? Chai nước đâu? Hít thật sâu vào, hít thật sâu vào. Bạn ăn nhiều chưa? Ăn phải 2 bát này rồi. 2 bát à? Uống thật nhiều nước vào. Từng người một không các bạn ơi, trật tự nhá. Cái này là gây tâm lý nữa đấy, cho nên là các bạn hoàn toàn bình tĩnh cho mình nhá. Tất cả bình tĩnh nhá. Bạn đứng lên tôi xem nào, kiểm tra xem nào. Có tức ngực không? Hít thật sâu à? Nào, kéo cái áo lên cho mình xem nào. Kéo cái áo ra. Đến lúc này thì bác sĩ bảo gì cũng nghe, kể cả một số hành động hài hước mà diễn viên trong vai bác sĩ cố tình tạo ra. Nhân vật của chúng ta có vẻ không hề nghi ngờ điều gì và hoàn toàn phó mặc tính mạng của mình vào tay ông bác sĩ lắm chiêu kia. Rồi rồi em ra nhanh, đi chậm thôi. Đỡ. Tắt thở rồi á. Nam hay nữ? Trường hợp nam hay nữ? Bệnh nhân nam á. Cảm xúc lên đến đỉnh điểm khi bác sĩ nghe cuộc điện thoại báo tin xấu. Nếu trong tình huống này thì bạn sẽ ra sao? Tất cả mọi người bình tĩnh. Hít thật sâu vào. Để cho nó nén xuống. Bình tĩnh, chậm thôi. Không sao cả. Vâng, đây chỉ là một tình huống của chương trình Camera Giấu Kín. Sự bây giờ vẫn còn run. Để nghe. Chúng cũng nhớ hôm nay là buổi ăn cuối cùng của mình đây, chắc là chết rồi. Trong đầu nảy sinh ra rất là nhiều thứ làm hoang mang. Nhưng mà mày bảo số mình không thể chết sớm ngày được. Tình huống vừa rồi anh đi thứ hai đầu tiên. Chưa nghĩ đến ai cả. Ta nghĩ là sao rồi mình có chết hay không? Lần này mình có chết hay không? Vừa vào này em đã múc trong ăn nấm tao đúng không? Nhưng mà cắp nấm cho mình ăn này. Vâng, bảo nấm này ngon lắm các bạn. Vừa ăn xong phát lại múc thêm bát nữa. Mà tôi chết rồi, mình cướp em anh nấm đắng rồi. Vâng ạ, anh Ký ơi, thế qua cái tình huống ngày hôm nay thì anh có cái lời khuyên nào cho khán giả xem truyền hình khi họ tình ngờ gặp phải những cái tình huống mà nó nguy hiểm, nó đối mặt với những cái như vừa rồi anh trải nghiệm ấy, thì anh nghĩ là họ nên làm gì? Nên bình tĩnh, mọi người bình tĩnh và hãy làm theo những gì mà sự chỉ bảo của bác sĩ. Phải gọi điện cho những ai mà có chuyên môn cao để mình làm theo, chứ cũng không nên tự mình manh động cái gì cả, rất là nguy hiểm. Đây là chủ anh ba chủ nhà. Vâng ạ. Em bảo chứ là em trong đầu nghĩ là lần đầu tiên là lần cuối cùng. Tất cả những cái sản phẩm của Nhà Khánh hoàn toàn yên tâm. Thay mặt để thành nhà hàng, thay mặt theo toàn bộ thương hiệu Nhà Khánh của chúng ta hôm nay. Rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả những ekip đã cho một cái buổi để được sống và được cảm nhận những cái điều mà tồi tệ nhất và những cái điều vui nhất. Thật sự khi cảm nhận được cái điều gì đấy là cái sống của mình nó đang là rất là cần kề nhau. Đây là cái niềm vui mà không có thể vui bằng. Sẽ học cái xe hát một đoạn trong bài hát rất là vui. Mọi người
Ta trong mưa nắng sao vàng rừng cả tung bay sầm sàng và mê say những bước chân dồn về đi Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi ngày vui Sài Gòn vang như vang tiếng Bác Hồ dậy từ nắp sông chào dựng sau hôm nay Bác với hồi toàn dân cánh đồng ơi sắc son đã hoa cài hoàn ôi hạnh phúc vô biên hát nhớ đi em những người yêu thương oh, Việt Nam, Tổ quốc anh.